Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương vừa tổ chức hội thảo về xây dựng ngân hàng tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn. Với 15 xã, một thị trấn, việc đặt tên đường tại Mường Khương đã được triển khai. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, nhiều khu đô thị, khu dân cư mới hình thành, nhu cầu đặt tên cho các tuyến đường, phố và công trình công cộng là rất cần thiết. Tại hội thảo, các đại biểu đề cập thực trạng nhiều tuyến đường đặt tên chưa bám sát lịch sử, văn hóa, nhân vật của địa phương. Nhiều công trình công cộng chưa được đặt tên, thường gọi theo đơn vị hành chính hoặc tự phát. Vì vậy, cần thiết phải xây dựng ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn theo các nhóm, danh nhân, nhân vật lịch sử và theo địa danh, danh lam thắng cảnh. Các tuyến đường đặt tên phải phù hợp với công lao đóng góp của nhân vật, giá trị lịch sử, di tích, địa danh cũng như quy mô.